và Hải Vân xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2019 trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Trong chuyên mục Tình người miền Tây hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của một gia đình vợ chồng trẻ ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Dẫu cuộc sống thiếu thốn đủ bề lại thêm kiệt quệ vì con mang bệnh tật, nhưng chưa bao giờ họ ngừng cố gắng vì mơ ước có được một căn nhà ấm che mưa tránh nắng cho các con. Nhưng trước tiên sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Người dân Bình Phước bức xúc phản ánh qua đường dây nóng vấn nạn chặn đường xin tiền đểu tại ấp Ba Bết, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú. Giao thông tại thành phố Biên Hòa hỗn loạn sau trận mưa lớn. Nữ công nhân ở Bình Dương bị máy móc cán chết trong công trình đang xây dựng. Lâu nay tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là tại các con hẻm, đường vắng người, đều xuất hiện các con nghiện chuyên đi xin đểu. Chúng hoạt động vô cùng táo tợn, bất kể con mồi là đàn ông hay phụ nữ. Đã từng có nạn nhân vì không chịu cho tiền nên bị các đối tượng này đâm kim tiêm có máu vào người rồi bỏ trốn. Đặc biệt là vào buổi tối, tình trạng con nghiện xin đểu trở thành một tệ nạn nhức nhối. Và vấn nạn gây hoang mang lo lắng này cho người dân đã xảy ra tại ấp Ba Bết, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, khi mà gần một tháng nay hàng trăm hộ dân ở đây đang vô cùng bất an trước thông tin xuất hiện 4 đối tượng lạ mặt chặn đường trong đêm tối tại trục đường lưu thông chính từ đường DT753 dẫn vào ấp Ba Bết để xin đểu. Và sau khi nhận được phản hồi của rất nhiều người dân thông qua đường dây nóng của chương trình, phóng viên của chúng tôi đã ngay lập tức đến địa phương ghi nhận thật hư sự việc. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Đây là địa điểm mà cách đây gần một tháng, bà Trần Thị Lan bị 4 đối tượng ngang nhiên chặn đường xin tiền vào lúc 21 giờ tối khi bà đang trên đường đi lấy hàng về nhà, khiến cho bà vô cùng hoang mang. Nó chặn xe lại hỏi cô lại con nói chuyện gì đó, hỏi cái gì, nói cô có tiền con gì về làm ăn gì đó mà lên đây làm ăn không được. Sau sự việc của bà Lan, nhiều người dân trong ấp Ba Bết đã bắt đầu thay đổi thói quen, không còn dám qua lại vào buổi tối nữa. Tuy nhiên do vấn đề công việc, những thanh niên, cặp vợ chồng trẻ hiện đang làm việc tại các công ty, khu công nghiệp vẫn phải tăng ca và đi làm về trễ thường xuyên. Thế nên việc chặn đường xin tiền lại tiếp tục tái diễn và xảy ra với một cặp vợ chồng trẻ khác. Lúc trước cũng nghe nói có người bị, đó là chỉ nghe nói người ta bị thôi. Nhưng mà con tôi là hiện trường mới bị đây là mấy là thấy thật sự rõ ràng. Bắt đầu từ bữa đó rồi tôi bác hai vợ chồng nó ở ngoài chị ba nó luôn. Chị ba nó ngoài Tân Phước nè, ở đậu nhà chị ba nó ngoài. Rồi không cho về nữa. Bữa nào mà về trên 5 giờ mới về trong này. Tôi đi về, bây giờ tôi cũng riêng tôi, bây giờ tôi cũng không dám đi khuya nữa thôi chứ. Cả 8 giờ là tôi về rồi, không dám hồi xưa đi chứ 9-10 giờ chứ giờ tôi về trước 8 giờ. Trưởng công an xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú cho biết đã nhận được thông tin vụ việc. Trong thời gian tới, công an sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xác minh thêm vụ việc để bà con nhân dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất. Rác vứt bừa bãi gây ô nhiễm là chuyện không có gì xa lạ. Thế nhưng chuyện đầu tư hẳn hoi một nhà máy xử lý rác công nghệ cao để giải quyết bài toán rác thải lại không giúp cho người dân yên tâm mà còn trở nên bức xúc hơn, vì ô nhiễm mới là vấn nạn khó hiểu đang diễn ra tại tỉnh Bến Tre. Tiếp nhận thông tin này thì sáng nay 9 tháng 6, nhóm phóng viên chương trình đã có mặt tại đây để ghi nhận thực hư vụ việc. Nguyên do vì đâu lại có sự bất cập thế kia? Quý vị hãy cùng theo dõi diễn biến vụ việc ngay sau đây. Nhà máy xử lý rác Bến Tre quy mô hơn 4 hecta có thể tiếp nhận 200 tấn rác mỗi ngày. Sau khi phân loại, rác được ủ thành phân, một số khác sẽ được nấu thành hạt nhựa để tái chế. Được đưa vào hoạt động ngày 1 tháng 6 năm 2018, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện, chủ đầu tư cam kết đến cuối tháng 7 năm 2018 sẽ đưa rác vào các nhà ủ vi sinh, mùi hôi sẽ chấm dứt. Thế nhưng suốt một năm qua, rác đưa vào nhà máy Đỗ Lộ Thiên để phân loại, hôi thối, rùi nhặng xuất hiện dày đặc, khiến cuộc sống hàng chục hộ dân nơi đây vô cùng khổ sở. Giữa tháng 5 vừa qua, lãnh đạo của tỉnh Bến Tre đã đến khảo sát nhà máy và tiếp tục cho chủ đầu tư gia hạn đến tháng 8 năm 2019. Tình trạng trên không những ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn đến sản xuất của bà con nông dân. Chủ đầu tư cam kết bồi thường số tiền hàng chục triệu đồng, nhưng đến nay vẫn là lời hứa suông hoặc trả theo kiểu nhỏ giọt. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 6, thông qua số điện thoại đường dây nóng, nhiều người dân ở khu vực phía Nam Đồng Nai tiếp tục đã giải bày sự lo lắng bất an của mình trước vấn nạn sâu keo mùa thu hoành hành, diễn biến ngày càng phức tạp, hiện vẫn chưa có điểm dừng. Sau đây là ghi nhận nóng của nhóm phóng viên chương trình tại Đồng Nai. Theo thống kê của Trạm Kiểm dịch Thực vật tỉnh Đồng Nai, tổng diện tích trồng bắp trên địa bàn tỉnh là hơn 10.000 hectare. Tuy nhiên, chỉ sau một tháng, loại sâu này đã phá hoại gần 280 hectare, chủ yếu xuất hiện ở các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Thống Nhất, Tân Phú. Vừa hồi cao bằng này nè,
thì mình phát hiện thì mình xịt luôn. À, xịt luôn một lần thì cách 5 bữa xịt lại lần nữa, tổng cộng là xịt 4 lần. À, vẫn còn. À, cái này không biết nó ra được bông không nữa. Nếu không ra được bông là bán cho bò là coi như là chịu thua, không có ai lấy. Giờ bây giờ khoảng tháng mấy rồi, bây giờ lớn như vậy rồi đâu có thấy nó chết sâu à, ăn hết lá rồi. Đâu có gì thu hoạch nữa, mất thiệt hại 50% luôn á, có lúc không có thu luôn á. Mặc dù đã được cảnh báo và tiến hành phun các loại thuốc diệt trứng sâu, tuy nhiên nhiều người dân lo lắng sâu bệnh sẽ ngày càng lan rộng với tốc độ rất nhanh, khó có thể khống chế được. Biện pháp canh tác thì là trong làm sạch cỏ dại trong ruộng và xung quanh để hạn chế cái nơi sâu non trú ẩn. Cái biện pháp thứ hai là làm đất, phơi đất để diệt nhộng trong đất. Cái biện pháp thứ ba là luân canh giữa bắp và lúa nước để mà diệt nhộng trong đất luôn. Đó là cái biện pháp canh tác. Còn biện pháp thứ hai là biện pháp và thủ công, nghĩa là bắt sâu. Bắt sâu nghĩa là phát hiện, chú ý ra đồng thăm thường xuyên. Sau khi ghi nhận sâu xuất hiện trên địa bàn tỉnh, Trạm Kiểm dịch Thực vật tỉnh Đồng Nai đã thông báo cho bà con biết tác hại của loài sâu này, đặc điểm nhận dạng, tập huấn các cách phòng chống khi phát hiện có sâu. Đối với những hộ dân có diện tích cây trồng mắc sâu bệnh, trạm đã khoanh vùng lại và hướng dẫn người dân cách xử lý. Trong khi người... Vào chiều tối qua ngày 8 tháng 6, một trận mưa được xem là lớn nhất kể từ đầu mùa mưa đến nay tại Đồng Nai. Trận mưa kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Biên Hòa nước ngập lớn như một dòng sông, thưa quý vị. Vào thời điểm này là lúc tan tầm, khiến giao thông tại thành phố Biên Hòa ách tắc nghiêm trọng, thậm chí là có nhiều tuyến đường tê liệt. Phóng viên của chương trình đã kịp thời ghi nhận sự việc này. Đây là những hình ảnh tại tuyến đường Đồng Khởi, đoạn qua ngã ba đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, nước ngập sâu, chảy cuồn cuộn và dâng như sông, khiến phương tiện và người tham gia giao thông chỉ lưu thông được một chiều hướng từ Vĩnh Cửu đi quốc lộ 1A. Hàng trăm phương tiện cả xe máy và ô tô đã bị chết máy giữa dòng nước. Nhiều người đã bất chấp nguy hiểm lưu thông ngược chiều phần đường bên trái, không bị ngập để đi về hướng huyện Vĩnh Cửu. Đi sợ té cái đường đó. Nhưng mà tên nếu mà ngừng xe cái là muốn trôi luôn đó. Tao muốn trôi sợ lắm. Mỗi lần đi làm về sợ lắm. Khổ lắm em. Cứ mỗi lần mưa này đi xe hỏng giờ. Này phải đi thay dầu xanh chết này mệt lắm. Nói chung bây giờ cái gì nhà nước cho xem mà cho quãng đường này cho giao thông thay đổi những trận giao thông như thế nào, như cứ mỗi một trận mưa người dân này khổ lắm em. Ngoài ra, một số tuyến đường khác trên địa bàn thành phố Biên Hòa cũng bị ngập sâu sau cơn mưa lớn chiều qua, khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng như Bùi Trọng Nghĩa, Huỳnh Văn Nghệ, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Phúc Chu, quốc lộ 1A, đoạn qua Tân Biên, Tân Hòa. Theo người dân tại các khu vực và tuyến đường ngập cho biết, nguyên nhân chính là do hệ thống thoát nước quá nhỏ và thiếu đồng bộ, trong khi đô thị hóa ngày càng cao, khiến toàn bộ nước đều dồn ra mặt đường. Và còn nguyên nhân nữa là các miệng cống thoát nước đã bị rác thải sinh hoạt của người dân vứt xả bừa bãi làm tắc nghẽn. Phải giải quyết vấn đề rác hiện nay vẫn còn là một trong những nguyên nhân gây ngăn dòng chảy và làm cho cái tình trạng là ngập úng nó kéo dài. Thì thành phố đang tập trung ở các cái điểm mà giải quyết ở các cái điểm mấu chốt, tức là ở cái đường Đồng Khởi, rồi ở khu vực là các khu vực ngập hiện nay trong địa bàn thành phố vẫn còn. Đồng thời là thành phố cũng đang chỉ đạo tập trung đẩy mạnh cái phong trào xanh sạch đẹp vào ngày thứ bảy, chủ nhật và kêu gọi bà con nhân dân tuyên truyền vận động để bà con là bỏ rác đúng quy định và không vứt rác bừa bãi xuống lòng sông suối, hiện nay là gây cái cản trở dòng chảy rất là nhiều. Trong khi chờ đợi các giải pháp căn cơ hơn từ chính quyền các cấp, thì người dân cần nêu cao ý thức về bỏ rác đúng quy định để không gây tắc nghẽn dòng chảy gây ngập mỗi khi có mưa lớn. Chiều qua tại tỉnh Bình Dương, phóng viên chúng tôi đã ghi nhận một vụ tai nạn lao động vô cùng thương tâm, thưa quý vị. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên quê ở Hậu Giang và bà đã không may bị máy móc cán phải làm tử vong tại chỗ. Ghi nhận tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 6 tại một công trình xây dựng nằm trên đường DX080, khu phố 3 đường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được xác định là Huỳnh Thị Lâu, 50 tuổi, quê Hậu Giang. Thời điểm trên, bà Lâu đang làm việc trong công trình thì lúc này một xe múc bất ngờ lùi về phía sau nhưng không thấy bà Lâu nên đã lùi trốn khiến nạn nhân chết tại chỗ. Được biết bà Lâu đang làm công nhân trong một công trình này. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
Tiếp theo là vụ việc xảy ra vào chiều qua ngày 8 tháng 6 tại dốc Chiền Đi, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Một chiếc xe container sau khi cua gấp đã bị lật ngang, hàng hóa trên xe đổ ra đường. Ngoài ra chiếc xe bị lật đã khiến khối bê tông chắn đường đổ vào một người phụ nữ đang đứng gần đó. Toàn bộ khối bê tông nặng hàng tấn đè vào chân nạn nhân. Ngay lúc này thì hơn chục người đàn ông lực lưỡng cùng nhau hợp sức cố gắng nâng tảng bê tông ra để cứu người phụ nữ đang bị đè chặt. Sau đây là những hình ảnh thoát tim của pha giải cứu nghẹt thở này. Như quý vị thấy, khối bê tông khá nặng, mọi người vẫn đang cố gắng hết sức cùng nhau hô hào hợp sức để nâng khối bê tông lên. Lên rồi, ôi không, vẫn chưa được. Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, nạn nhân đã được giải cứu. Ngay lập tức, nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để chữa trị. Kính thưa quý vị, hiện tại dư luận trên các trang mạng xã hội đang rất phẫn nộ trước vụ việc một người phụ nữ tại tỉnh Quảng Nam bất ngờ bị một nhóm côn đồ lao vào nhà đánh đập dã man đến chấn thương sọ não kín, chưa rõ nguyên do. Nhóm đối tượng đánh người đều là đàn ông trai tráng và rất có khả năng là nhóm đòi nợ. Tiếp nhận thông tin sáng nay ngày 9 tháng 6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 6, có 4 người đàn ông đã xông vào nhà của bà Trương Thị Tê, 50 tuổi, ngụ thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, hỏi đòi nợ. Trong nhóm này có đối tượng tên TVT, chủ một cơ sở vật liệu xây dựng ở Thăng Bình, yêu cầu bà Tê phải trả nợ mua vật liệu xây dựng với số tiền 30 triệu đồng. Bà Tê trả lời đã trả nợ và có biên lai nhận tiền đầy đủ. Trong lúc lời qua tiếng lại, một đối tượng đã bất ngờ dùng chân đá thẳng vào vùng mang tai của bà Tê. Bà Tê kêu cứu và cố gắng chạy ra khỏi nhà, nhưng các đối tượng ngăn cản và tiếp tục lao vào đánh. Bà Tê phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não kín. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera tại nhà bà Tê ghi lại. Vôi hay còn gọi là củ lá muối là một trong những thảo dược quý, là vị thuốc chữa bệnh mất ngủ tốt nhất. Ngoài ra nó còn dùng để trị nhiều loại bệnh khác. Trong lễ hội vườn trái cây phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ được tổ chức trong những ngày qua, trưng bày hàng loạt loại củ quả độc đáo và đáng chú ý là củ bình vôi này được cân nặng với trọng lượng khủng. Và thưa quý bà con, với trọng lượng là hơn 41 kg và phải cần tới 2-3 người mới di chuyển được, củ khoai khổng lồ này đã thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ của đông đảo người dân. Và không để quý vị đợi lâu, ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng chiêm ngưỡng củ khoai khổng lồ này nhé. Chủ nhân của củ quả lạ này là thầy giáo tên Huỳnh Công Thống, cũng là chủ khu vườn sinh thái nho gỗ nổi tiếng ở đất Cù Lao, Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Dù không phải nông dân, nhưng anh Thống thích sưu tầm những cây củ lạ. Củ bình vôi là một trong 10 loại cây củ quý hiếm mà anh sở hữu, giữ gìn hơn 3 đời người. Từ lúc tôi nhỏ tôi đã thấy nó to vậy rồi của ba. Nhưng mà thường thường thấy là ba hay hái cái đọt vô là luộc ăn, ba nói là ngủ ngon. Ăn thật là cái tác dụng nó giống như là cái đọt giáng lòng vậy đó. Rồi thỉnh thoảng là hái cái lá nó, lá già đó mình vô mình dò mình uống như sâm. Mặc dù nó không đặc bằng sâm nhưng mà chất lượng nó làm cho cái cơ thể mình mát, nhuận trường rồi ngủ ngon, ăn ngon. Anh Thống cho biết thêm, do vùng đất Tân Lộc độ ẩm cao nên củ bình vôi cũng khó chăm sóc. Chuyện dốc công bảo tồn củ quý hiếm từ đời này qua đời khác là để mọi người có cơ hội chiêm ngưỡng trong mùa lễ hội, dù có người ngã giá rất cao. Có điều lạ thường là củ nhìn giống cục đá và chỉ có vài dây lớn đường kính khoảng 5 cm. Trên những nhánh dây này, quanh năm đâm chồi nảy lọc thành nhiều dây con cho lá to, xanh mượt trông lạ mắt. Hiện tại anh đã nhân được giống và sẵn sàng chia sẻ cho những ai thích trồng loại cây củ quý hiếm. Bởi ngoài giá trị củ sống lâu, bút dáng lạ, củ bình vôi còn có tác dụng tốt trong y học mà theo kinh nghiệm dân gian đã chữa lành các bệnh cơ xương khớp hay thoái hóa gai cột sống. Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một tình huống ăn trộm xe vô cùng khó hiểu vừa xảy ra tại đường Phùng Văn Cung, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Gia chủ ở ngay trong nhà, kẻ trộm xuất hiện và tốn khoảng thời gian khá lâu để thực hiện hành vi. Đáng nói hơn, nơi đây không hề đông đúc, chỉ có một mình đối tượng với chiếc xe mà thôi. Không hiểu vì sao hắn lại có thể qua mắt được gia chủ như vậy. Quý vị hãy cùng theo dõi đoạn camera ngay sau đây. Như quý vị thấy, cửa rào đang mở toang toét. Đối tượng mặc áo xám, đội nón bảo hiểm có mặt tại ngôi nhà này, liên tục cầm điện thoại bấm tỏ vẻ mình đang rất bận rộn, đi qua trái rồi lại đi qua phải, quan sát một hồi rồi tiếp cận chiếc xe tay ga đang đậu. Vừa lên xe rồi còn móc tiền bỏ vào ví các kiểu, hắn đã lây hoay một hồi rất lâu. Tiếp đó móc đồ này ra, bẻ khóa chiếc xe và lên xe tẩu thoát. Lúc này người phụ nữ mặc đầm đen mới chạy ra nhưng không kịp rồi.
Và không hiểu gia chủ đã làm gì mà không hề phát hiện hành vi của đối tượng, bởi hắn ra tay rất lâu, camera ghi nhận khoảng thời gian tên trộm này xuất hiện và hành động mất hơn cả 5 phút. Kính thưa quý vị, ở những nơi thuộc khu vực vùng sâu vùng xa, đường xá không được thuận tiện như thành thị, nên nhiều đám cưới miền quê chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh rước dâu bằng ghe, xuồng hay là xe công nông, thậm chí là bằng xe trâu. Dân giả bình dị là thế, nhưng vẫn giúp cô dâu chú rể có một đám cưới trọn vẹn. Và camera nóng ngày hôm nay cũng vừa ghi nhận một cảnh rước dâu siêu lãng mạn lúc trời mưa đây ạ. Nhưng mà sự cố không may cũng đã xảy ra. Đoạn camera đã ghi lại cảnh rước dâu này đây. Chiếc xe hàng đang chạy trước chở theo dàn bưng mâm quả của họ nhà trai. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, cầm dù để che mâm quả không bị ướt do trời đang mưa. Nhưng ôi thôi, đang chạy thì một bên miếng trắng có thể tháo rời của xe bỗng ngã ra, khiến một số người trên xe té nhào xuống đất và tất nhiên mâm quả cũng bay xuống rơi tàn nát. May mắn là mấy anh chàng này đều bị chấn thương nhẹ. Ngày vui thì vui thật, nhưng cũng phải hết sức chú ý trong việc chọn phương tiện di chuyển an toàn nha bà con. Sau thành công của bộ phim Hoàng Châu Cách Cách, tên tuổi của Lâm Tâm Như, Triệu Vi, Phạm Băng Băng lên như diều gặp gió. Thế nhưng những câu chuyện thị phi xoay quanh các người đẹp này cũng không ít. Và một trong những scandal tai tiếng nhất của Lâm Tâm Như liên quan đến Triệu Vi chính là vụ việc cô từng bị người phát hiện trong nhà có hình nộm và in hình Triệu Vi cùng với loạt kim châm trên người. Khi đó Lâm Tâm Như trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ, rất nhiều dân mạng ra sức nhục mạ xúc phạm nữ diễn viên, thậm chí khiến cô phải đóng bình luận Weibo vì thành phần anti-fan quá khích. Hà Tú Quỳnh, nhà sản xuất của Hoàng Châu Cách Cách đã lên tiếng giải vây cho Lâm Tâm Như và khẳng định đây là nhân vật mà ekip quay Lâm Tâm Như để làm tăng hiệu quả chương trình. Nhưng vẫn có rất nhiều bài viết cho rằng Lâm Tâm Như nham hiểm, trù ẻo trừ vi. Không bỏ qua sự việc, Lâm Tâm Như quyết tâm lấy lại hình ảnh bị hủy hoại. Theo đó, nữ diễn viên đã khởi kiện và thắng vụ kiện với blogger họ Mạnh. Theo đó, blogger này sẽ phải đưa ra bài xin lỗi trong vòng 72 giờ đồng hồ, đồng thời bồi thường 60.000 tệ tương đương 210 triệu đồng cho Lâm Tâm Như. Nữ diễn viên chia sẻ toàn bộ số tiền này cô sẽ dành làm từ thiện. Tạp chí Forbes đã vinh dự nữ ca sĩ giàu nhất thế giới. Cái tên được xướng lên không xa lạ với khán giả yêu nhạc, bởi đó chính là người đẹp Rihanna. Chính vì khả năng làm việc không mệt mỏi cũng như số tài sản kiếm được lên đến 600 triệu USD, Rihanna đã vượt mặt các đàn chị lừng danh khác như Madonna sở hữu 570 triệu USD, Celine Dion 450 triệu USD và Beyoncé 400 triệu USD. Rihanna cho biết thêm tài chính không phải là lý do thúc đẩy cô nỗ lực, đó là vì các con số trong tài khoản đã vượt quá những gì cô từng mong đợi trước đây. Thay vào đó, mục đích sử dụng tài sản của cô là để giúp đỡ người khác. Quý vị khán giả thân mến, vừa qua thông tin nữ MC xinh đẹp Lưu Hà Trinh được bạn trai cầu hôn ngọt ngào được lan truyền khiến cho người hâm mộ của cô vô cùng thích thú và gửi rất nhiều lời chúc phúc đến cặp đôi này. Được biết bạn trai của Lưu Hà Trinh tên là Đăng Khoa, sinh năm 1990, hiện đang làm kinh doanh. Anh từng có khoảng thời gian dài sinh sống và làm việc tại Hà Lan. Với khoảnh khắc khó quên trong đời này, Lưu Hà Trinh đã chia sẻ trên trang cá nhân của cô và cũng không quên nhắn nhủ ngọt ngào đến bạn trai sau màn cầu hôn đầy bất ngờ. Cảm ơn nhiều nhất là chồng, em chỉ cần anh tin em sẽ dành cả cuộc đời để chứng minh cho anh về câu trả lời em có yêu anh không. Được biết Lưu Hà Trinh và bạn trai đã hẹn hò được 2 năm, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau và nhận được nhiều sự yêu mến của cư dân mạng. Để có một màn cầu hôn đặc biệt này, bạn trai của nữ MC đã chuẩn bị trước đó một tháng. Mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng bí mật để tạo bất ngờ cho Lưu Hà Trinh. Nối tiếp thành công của 5 mùa đua trong các năm vừa qua, chương trình The Amazing Race Việt Nam, cuộc đua kỳ thú mùa 6 vừa chính thức được khởi động với phiên bản người nổi tiếng. Sau 2 năm gián đoạn, chương trình khiến khán giả vô cùng háo hức khi công bố 10 đội chơi là những cái tên đình đám nhất nhì trong showbiz Việt hiện nay. NBA Lệ Hằng, Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, người mẫu Xuân Tiền, Minh Triệu, diễn viên Quốc Anh, Bình An, ST Sơn Thạch sẽ là những màu sắc thú vị góp mặt trong cuộc đua năm nay. Thì bản chất em nó có rất nhiều tính xấu.
Và những cái lúc mà gọi là ống kính được bắt liên tục như thế thì chắc chắn là có rất nhiều. Và trước khi chương trình phát sóng thì em xin gửi lời xin lỗi trước những người yêu thương em. Nếu mà gặp có những lúc mà chiếu sóng mà gặp những lúc mà em hơi nóng tính hay là khó chịu hay là bộc lộ những cái bản tính gọi là bản ngã của mình thì mong mọi người bỏ qua cho em, nhưng mà em ở ngoài đời vẫn dễ thương. Và em nghĩ rằng là đến một cuộc chiến đấu thì mọi người sẽ nhìn thấy những hình ảnh nó đời thường hơn, nó cá tính hơn và một cái hình ảnh nó khác hơn so với những hình ảnh này. Với chủ đề mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu, qua giới thiệu vẻ đẹp hùng vĩ của Việt Nam, cuộc đua kỳ thú năm nay còn mang đến những thử thách bất ngờ, những trò chơi dân gian độc đáo, đòi hỏi người chơi phải vượt qua giới hạn của bản thân, vận dụng nhiều kỹ năng để chiến thắng. Dự kiến chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên vào tháng 7 tới. Thưa quý vị và các bạn, bất cứ một người làm cha làm mẹ nào cũng mong chờ khoảnh khắc được chứng kiến con cái khôn lớn trưởng thành, có thể thực hiện những hoài bão trong đời. Tuy nhiên, số phận trớ trêu đã khiến cho nhiều gia đình không bao giờ dám mơ đến những điều tưởng chừng rất đổi bình thường ấy. Bởi mong ước giản đơn của họ là làm sao có sức khỏe, kéo dài sự sống để tự tay chăm lo cho những đứa con mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Nhớ ở thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang mà tình người miền Tây kỳ này là một minh chứng rất điển hình, thưa quý vị. Dẫu cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thiếu thốn đủ bề, lại thêm kiệt quệ vì con mang bệnh tật, nhưng chưa bao giờ họ ngừng cố gắng vì mơ ước có được một căn nhà ấm che mưa tránh nắng cho các con. Mời quý vị cùng đến với phóng sự của chúng tôi. Ngôi nhà ẩm thấp sơ sài, chẳng có vật gì đáng giá. Nhiều hôm trời mưa, mẹ con chị Nguyễn Thị Nhớ lại phải thức trắng đêm. Nhà nghèo không có đất sản xuất, trước đây vợ chồng chị chỉ làm thuê, làm mướn. Nhưng từ khi đứa con trai thứ bị sốt bại não, chị Nhớ phải ở nhà chăm sóc. Tình cảnh đã rối, nay như mớ bọc bông. Đôi ba lần nghe con ú ớ gọi mẹ, người phụ nữ lam lũ cứ ôm nó vào lòng mà khóc. Mấy năm qua vì mưu sinh, chồng chị Nhớ phải đi xa làm thuê. Thằng con lớn bỏ luôn công chữ để băng đồng kiếm cua bắt ốc. Con chị mỗi ngày cũng quơ cào, làm được gì ra tiền thì làm. Mặc dù sâu thẳm trong lòng mỗi người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ chữa bệnh cho con, nhưng nỗi vất vả cực nhọc vì miếng ăn cứ cuốn họ vào guồng quay sinh tồn. Thì làm bữa nào thì ăn bữa đó, có khi mua này kia rồi cho nó ăn. Gạo thì có người ta cho thì mình đi xin. Ẩm thằng bé đi xin thì nó cho. Chồng rồi đi làm mướn, người ở nhà dặn mà một thằng mằng mà hai ba thằng ăn, người không có như tiền giả trên, ảnh đi làm mướn. Lần hoài à mà không có tiền bạc thì nhớ con rồi vợ về luôn à. Đủ tiền xe đi về nhà. Thì nhà khi ảnh kiếm được vài con cá bán rồi mua này kia rồi gạo rồi ăn. Con nghỉ học năm lúc đầu con thấy mẹ con làm cực quá. Con bảo với cô kiếm 20 ngàn mua sữa cho em con. Cái khi con ở nhà của em con, mẹ đi bẻ chuối rồi Trang đi giữ dịch bán 2 tháng. Nhà con thì mưa dột. Khi con vô ngủ chung mẹ con rồi, khi trời mưa thì trời nắng thì ngủ lên, còn trời mưa thì ngủ với mẹ con. Hôm tình người miền Tây ghi hình, chồng chị Nhớ bận chăn vịt đồng cho chú ở miền Đồng Tháp. Khoảng cách địa lý dù xa xôi nhưng chẳng thể ngăn nổi mong ước giản đơn về một căn nhà ấm từ ba con người vẫn còn nhiều chật vật. Sớm nghỉ học, nhà lại nghèo nên thằng Nam, con trai lớn của chị Nhớ, ít bạn chơi cùng. Ngày ngày sau mỗi buổi kiếm ăn trên đồng, nó lại hồn nhiên đùa giỡn với chú chim sáo lạc bầy. Có lẽ ít ỏi thời gian bình yên đó đã tiếp thêm năng lượng để hai vợ chồng chị Nhớ bước tiếp trong nhiều năm qua. Thấu hiểu tình cảnh của gia đình, nhiều người trong xóm cảm thương hay lui tới để giúp đỡ. Cái tình của người miền Tây vốn thấm đượm như thế, dẫu mỗi người đều có những bộn bề riêng. Nhìn hoàn cảnh của chị thì rất là khó khăn, gia đình thì không có đất đai, chỉ có dọn dẹp được cái nền.
rồi không có đất đai canh tác mà không có nghề nghiệp thì chỉ có mò cua bắt ốc sống hàng ngày thôi. Chồng thì đi làm thuê, làm mướn xa, cũng không có hỗ trợ được nhiều. Thì riêng bản thân thì cũng có đi khảo sát, rồi đi vận động quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, bạn bè gần xa cũng có hỗ trợ cho chị Nhớ. Nhưng mà sức một mình nó thì cũng có hạn, cho nên là không có giúp được nhiều cho chị Nhớ. Mằng ở đâu cũng đâu bằng ở xứ mình, mằng con cái rồi đi bỏ đi cũng tội nghiệp cho nó, kể nhà làm cho nó ăn đồ. Nhỏ đến lớn cực quen rồi, cha mẹ hồi đó giờ nghèo khổ quen rồi. Cũng có giàu, đó ông bà cũng nghèo khổ vậy, mằng bữa nào ăn bữa đó. Mình cố gắng rồi. Dạ. Nghèo là quen rồi, chịu quen rồi, chứ không có đua đời với ta. Giờ đủ con cái ăn mặc được rồi, đừng cho con cái bệnh đau mừng rồi, với cho bé nó có cái nhà ở được rồi. Thì nuôi nó vậy, tới đâu hay đến đó. Từ đầu hay tới đó, nhưng cuộc sống xoay vần với chị Nhớ có lẽ vẫn chưa thể là một gam màu sáng hơn trong tương lai. Ở cái nơi heo hút tận đồng xa, những buổi trời mưa, cái lạnh theo từng đợt gió xuyên qua căn nhà cũ kỹ, mà con người như ngọn đèn leo lét cứ âm ỉ cháy vì biết đời vẫn còn hy vọng. Bọn trẻ mong một bữa cơm ngon, một căn nhà ấm, còn với thiên chức của một người mẹ, giờ nếu có phép màu, chắc hẳn chị Nhớ chỉ ước con mình được khỏe mạnh, được chạy nhảy vui đùa cùng chúng bạn, cùng trang lứa. Quý vị thân mến, câu chuyện của gia đình chị Nhớ vẫn chưa khép lại. Tình Người Miền Tây có một cái hẹn với gia đình chị là sẽ quay trở lại và mang lại cho gia đình nhiều điều bất ngờ. Hy vọng sẽ phần nào giúp cho gia đình chị vượt qua khó khăn, đúng không Hai Vân? À, vâng, và đúng như vậy. Như thường lệ thì sau mỗi chương trình Tình Người Miền Tây phát sóng, chúng tôi luôn đón nhận được rất nhiều sự đóng góp hỗ trợ từ phía quý vị khán giả. Và mong là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho gia đình chị Nhớ, cùng chúng tôi tiếp thêm sức mạnh cho gia đình chị bước qua cơn ngặt nghèo thông qua số điện thoại đường dây nóng 097-122-5053. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nóng 24 giờ cũng đã hết. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An để có được những thông tin nóng nhất mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.